tới lượt tụi mình lên ha. Thấy chưa? Ôi sorry mọi người. Hôm nay mọi người cùng tụi mình trốn khỏi sự xô bồ của Sài Gòn nha. Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Cái Kỳ Cục của mình. Chúng mình đã tới nơi vào lúc mấy giờ ta? Bây giờ là 9 giờ, gần 10 giờ rồi. Kìa, chèo thuyền phúc nè, phao liên hoàn, cano nhảy bạc, bắn cung, ném phi tiêu đá banh của bà tốt. Hôm tụi mình đi là ngày trong tuần, khá là vắng, kiểu cái cảm giác như là được bao nguyên khu vậy đó mọi người, sướng gì đâu á. Nhưng mà bù lại, hôm đó lại bảo dưỡng cầu trượt nước. Và vì là ngày trong tuần nên là không có mở những cái môn chơi trên bờ như là bắn cung, là phi tiêu, xe địa hình luôn. Hù hù. Mình đi nhóm 8, 7 người tụi mình thì mua vé combo, một bạn thì mua riêng. Là chơi trò nào sẽ mua vé trò đó thôi. Combo là 90.000. Tiền thuê áo phao là 20.000 một người, một ngày. 90.000 combo đó thì chơi được toàn khu nước nè, với 20 phút tàu điện và 1 tiếng chèo thuyền, bơi tự do. Tới lượt tụi mình lên ha. Thấy chưa? Ôi sorry mọi người. Ví dụ mà Dung mà ngồi sát mép nào á thì quay cái mép đó như vậy nè. Bên kia yên bình quá vậy. Tôi cũng biết bơi nhưng mà tôi rất là ghê nha. Thấy sao không? Rất thấy luôn á, thấy rất rõ luôn á, là gọi là nó bị gần quá. Sao người ta có thể một chân đạp hai thuyền hay thiệt chứ ha. Tôi một chân đạp một thuyền là muốn té lên té xuống rồi. Thuyền ở đây là thuyền nha mọi người. Mọi người hiểu ý tôi mà đúng không? Đúng rồi, tôi đang mình cách đâm thẳng lên thì bạn cũng một hướng với tôi. Rồi, ok, đi. Một. Ủa, đùa nè, chú nói hay quá, để con quay chú cái. Trời ơi, người ta quay, người ta quay, người ta quay xuống rồi. Rồi, tôi sẽ thả nhẹ xuống lại. Rồi, bắt đầu mình chèo. Ok, rồi, bây giờ tôi đi nha. Đi nha. Má mệt quá nha. Đi nha. Vẫn thấy chú ngồi chỗ đó luôn á. Không thấy chú gì chú kiểu sao bất lực mấy đứa này. Rồi bắt đầu. Hello mấy bạn, cho mình thông dân xíu đây, tấp vô mình thông dân. Tiêu hoài chỗ này luôn. Ôi thẳng rồi. Ôi tỉnh nha, quên túi điện thoại đây. Nãy giờ quay vòng vòng hoài luôn á. Bình tĩnh. Để mình quay cho mọi người coi cái khung cảnh xung quanh này ha. Đúng là khu du lịch sinh thái nó có khác mọi người ơi. Nước trong xanh kinh khủng luôn, mát rượi rượi nữa. Kiểu như bà chèo tôi mới biết được rồi, cái này phụng đúng không? Thì tôi sẽ chèo. Má ơi lấy vé còn bồ chứ không lấy tí thôi, tóc vô bồ vô. Không, mọi người, mình nắm dẫn cái chân lý này trong tim là mình cứ quay là sẽ tới, nhưng mà tới đâu thì không biết. Ghê chưa, tưởng mở miệng ra nói câu gì làm Kim chỉ Nam cứu cả nhóm chứ. Tại vì cứ quay là sẽ tới nhưng mà người ta tới bên kia rồi kìa, còn mình tới cái bên tuốt xa xa tao lâu.
vừa bị ướt. Oh my god. Cái mà... giòi đó nó ghê cái gì. Đây để nó ấy nữa kìa. Bà. Trời ơi, giỏi quá, anh chịu hướng rồi. Biết kèo rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Sau một hồi cái gì lăn lộn thì cuối cùng tụi tôi đã biết chèo. Làm gì đó. Nó chỉ tôi. Hai bà có muốn thử chèo không? Vui lắm anh nha. Cho bà chèo kìa tụi tôi. Chứ ở đây 4 người là 4 người chèo hết rồi đó. Đúng rồi. Mấy ngâm chèo. Mình phải thử cầm vô cây chèo. Cầm vô mà vui. Đúng rồi. Ba một ra tao giữ cho. Chèo đi, chèo cái nghệ này. Là người giống vậy hả? Vui, vui. Rồi. Mình sẽ thấy thì bên kia nữa ha. Cố lên. Đúng thì ổn định rồi đó. Bên kia nữa mà chèo hai đứa gái mà chèo được nữa thì thật sự là quá xuất sắc. Thật sự là cái mái chèo này nó không phế mà là do chúng ta phế. Ở khi tôi lên cái con thuyền là tôi không biết tôi chữa tục bao nhiêu lần. Cái người ta nghĩ chắc là mày phải edit rất là nhiều luôn á, tao bị liệu hơi nhiều rồi đó ký. Tôi là hơi nhiều luôn. Được rồi, vô. Ổn. Tôi nói thiệt với mọi người luôn, đây là lần đầu tiên tôi ngồi thuyền và chèo thuyền. Tại vì tôi thấy thuyền bên kia á, mấy bạn kia, mấy bạn ngồi trên đầu thuyền, mấy bạn bỏ chân xuống vậy nè, thấy cũng rất là chill ha. Tôi định đứng dậy, tôi đổi chiều, tôi để hai chân tôi xuống nước, mà nhúc một xíu mà tụi nó la tới. Tâm lý tôi bị yếu, tôi ngồi nguyên con, thế là tôi vẫn chưa thả chân được xuống nước. Tao qua tàu điện nha. Bố ba đã hỏi ngộ. Thật ra còn bạn Trâm nữa, nhưng mà bạn Trâm ngại thì thôi ha. Thấy cái tài biểu tượng này ha. Hôm nay chúng tôi không reaction phim nữa, mà chúng tôi reaction bò cặp vàng. Yeah. Bắt đầu tiệc nướng ngoài trời thôi. Một kinh nghiệm cho những chuyến đi chơi dã ngoại ngoài trời và có tiệc nướng đó là ngoài đem theo thùng đựng đá nè, mua đá mà uống nước cần phải lưu ý thêm mua thêm than nữa nha mọi người. Nhóm tụi mình bị sơ suất có mua đá mang đi nha, nhưng mà quên mua than. Mà mọi người biết rồi đó, những vật liệu mà mua trong những cái khu nghỉ dưỡng thì đương nhiên là cũng mắc hơn bên ngoài chứ, đúng không? Mắc hơn mình tự đem theo đi chứ. Đồng thời á, là cái khúc tụi mình tới, tụi mình quên dặn các bạn nhân viên khi mà đem than ra cho tụi mình á, là đừng có bật lửa sẵn. Để tụi mình chơi đã xong rồi, tụi mình lên, tụi mình mới thực hiện tiệc nướng thì lúc đó hãy bật lửa sau. Đằng này tụi mình vừa mới chọn được lều để mà ngồi xuống là các bạn ấy cũng bật lửa than lên luôn. Cái là nhóm mình phải cân nhắc rất là nhiều giữa việc á là đi chơi cho lẹ lẹ, để về còn nướng thịt mất công là hết than, phải mua thêm. Đúng rồi, phải có sập sình một xíu mới vô. Hai gam đang chân gà anh chấm. Hai gam đang gì ở tới ký này ký. Mình cứ đang cắt. Mình cứ đẳng đang không mọi người. Mình cứ đang cắt. Cân nặng nhưng mà cũng chịu chơi. Cân nặng nhưng mà cũng nhìn, biết nhìn giống kính lắm rồi đó. Cái điện thoại thấy đồ đâu, tôi đây. Nè, tại đang quay cho mình ký một vài phân cảnh đó. Ê, nhưng mà đang một đủ 40 giây cho nó hơi mờ á. Chị thôi, mình đang trên Zalo rồi mà xem mình đẹp. Lùi ra chút. Ký lùi ra đi ký. Đó, thì nó ok đấy. Gương mặt sáng sủa. Đó, bắt đầu. Ok. Từ từ xuống nha, tao. 1 2 3. Lô. Rồi tới chung á, 1 2 3. Tự nhiên thả mai ghê trời. Nước mát lắm mọi người. Đáng lẽ là có một khúc nữa là tụi mình sẽ chơi cái vượt thử thách, nhưng mà do nhóm mình là lúc đó là nhảy hết xuống rồi, không ai cầm máy quay cả, nên là không có quay được cái khúc đó cho mọi người. Sau khi bơi xong thì tụi mình đi tắm và chuẩn bị đi về á. Mình tắm xong rồi. Khúc này là chuẩn bị về. Để chụp hình cái. Mà mặt hơi quạo nha. Mọi người đang đợi mình để mà chụp tấm hình. Đi trốn xong rồi, chúng ta cùng nhau trở về thành phố thôi. Đây, cảnh ngoài sau của phà Cát Lái đây mọi người. Thank you.
có thấy cái mặt mình buồn buồn như vậy mà mọi người tưởng là do mình chơi không đủ, mình buồn, mình tiếc nuối khi mà phải lên lại thành phố nha. Không phải đâu, buồn vậy điếp điếp để lên hình đó mọi người. Lên lại thành phố là mọi người sẽ có cái cảm giác nó khác biệt liền. Nó rất là hoa lệ và rất là sâu bồ. Ok, tạm biệt mọi người. Hẹn một dịp khác chúng ta lại cùng nhau trốn khỏi thành phố nữa nha. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.